Vẫn là như vậy, luật là các game thủ chúng ta đã thống nhất với nhau rồi. Hết 1C thì muốn đổi như thế nào thì đổi. Và còn giữ nguyên thì cũng ok. Còn muốn đổi thì đổi, mà không đổi thì thôi. Còn mặc định xe đấu đầu tiên, BB sẽ là người cầm Mia, còn Hoàng Mai Nhi sẽ là người cầm AC anh em nhé. Vâng, chào anh Đạt Bibo, chào anh Trần Long An. Vâng, chào anh chàng khờ ngốc nghếch. Ngày hôm qua thì Hoàng Mai Nhi cũng đã thể hiện một cái lối đánh chắc chắn của mình khi đối đầu với game thủ Tiểu Thủy Ngư, Ưng Tử Tiểu Thủy Ngư. Và đã cầm hòa Tiểu Thủy Ngư. Chúng ta thắng trên sở trường của chúng ta. Thắng trên sở trường của chúng ta và để thua trên sở trường của đội bạn. Còn kèo ACA solo cũng chém thì cân nhau, cân cả về số trận và cân cả về tỷ số C. Và rất mong anh em chúng ta hãy like, chia sẻ mạnh lên nào. Đẩy con số nó không thể dừng ở 4K mấy được. Tôi nghĩ là phải đẩy lên cao và cao hơn nữa. Hoàn toàn có thể ở trong xe đấu thứ hai. Và trong xe đấu thứ hai thì Hoàng Mai Nhi cũng có thể đổi sang cầm chém. Còn BB sẽ đổi sang cầm cung. Còn xe đấu đầu tiên này thì chắc chắn sẽ là như vậy thôi. IA là của B, còn AC là của game thủ Hoàng Mai Nhi. Mười bốn trên 16. Bài có vẻ đang hơi sâu. Bài có vẻ đang hơi xấu dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Ở cái kèo không chém này thì bao giờ cũng thế, là ưu tiên người cầm Yamato sẽ đi bán máu. Nhưng trong những trường hợp mà nhà AC xấu thì hoàn toàn có thể đi dâng Nga. Nhưng đánh thế thì nó hơi phiêu lưu. Quan trọng là bài vở như thế nào thôi. Kể cả lên đời vâng, lên đời sớm mà bài nó xấu xấu một chút thì hoặc là cái thế nhà xấu xấu một chút thì chúng ta đi công gắt cũng được, công giáp cũng được. Nếu mà nhà cung của chúng ta mà đi dâng thì hoàn toàn cái nhà chém. Và chúng ta sẽ cũng đi công vào luôn vào nhà chủ lực bên đội bạn. Vâng, cảm ơn anh Chỉnh Thu nhá, vừa chia sẻ chụp nhóm. Vâng, đôi voi đã nằm rất gọn gàng ở nhà của game thủ BB rồi. Ở trong kèo đấu này thì tôi nghĩ rằng trừ khi những cái bài mà siêu siêu mắc thì người ta mới đánh theo kiểu ít dần. Không chắc phải tầm 25-26 dần. Bởi vì đây không phải là map la mà đây là map hill. Bảo em chuyển máy từ lâu lắm rồi đấy. Cơ bản là anh em xem nó bị delay anh em nhá. Và anh em không phải căng đâu. Em biết là kèo 22 là phải quay máy của cả hai game thủ, nhưng mà đôi khi anh em xem nó bị delay bởi vì em cũng đang theo dõi khung chat. Thế là cái hình ảnh của từ cái địa điểm quay phát tới từ anh em nó có bị delay khoảng 3 đến 5 giây gì đó. Malamas. Yuri, Zokanta. Holmes. Glory. Vâng, ui. Vâng, game thủ Yamato cầm Yamato Gunny lên đời siêu sớm. Gunny lên đời siêu sớm. Bảo Nhi báo về là bài có hốc à? Như vậy là bài thực ra đi dâng Nga nhưng vẫn có một cái hốc ở trong khu vực kín đáo này. Dâng Nga, dâng Nga.
Còn đây là BB đánh chắc nhà. Như vậy trận thi đấu này BB là bài đánh trâu chém, đánh theo kiểu chắc nhà. Còn game thủ Hoàng Mai Nhi là người đi dâng, đi dâng à, khi mà cái thế nhà của Hoàng Mai Nhi là ăn đồ ăn xa và là một cái thế nhà sâu. Nhà BB cũng là rất khủng, đánh chủ lực và nâng chặt gỗ, điều dễ thấy, dễ hiểu. Quay trở lại và chúng ta sẽ thời điểm đầu tiên chúng ta sẽ xem những người đi công trước, những người đi bán máu trước. 26/28, đây là thăm bài của game thủ Hoàng Mai Nhi. Điểm số của game thủ Gunny bên kia đang là rất cao. Sợ nhất là họ lên đời sớm, họ công vào nhà của BB thôi. Tôi sợ nhất là họ công chọc giò vào nhà của BB thôi. Cái móng kia là cái móng mà vừa BB vừa đen đi thôi, không có đấy gì cả. Chắc chắn không phải là một tên mà chọc giò của đội bạn. Còn đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Và như vậy là thông tin chuẩn là chúng ta chỉ như là vẫn chọc giò chứ nhỉ, có được chọc giò anh lớp anh Mách. Ủa. Vâng, một tên thoát tim đến từ game thủ BB. Và một tên thoát tim đấy. Vậy những chiếc e và dường như Gunny đang tập trung công một cái gì đó thì phải. Và họ dường như đang tập trung công một cái gì đó. Nông dân màu ba đã đi qua nhà BA của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, cái tên vừa rồi là cái tên mà vâng, BB thực sự là vẩy những cái e mà nó khét. Nhưng cũng may là game thủ Hồng Anh, xin lỗi Gunny là không chào. Và bây giờ thì ngựa chém của đội bạn đang tới, một con nông dân cho sửa nốt đi kìa. Vâng, bài đôi 4-5 con ngựa chém dành cho game thủ Gunny rồi. Giát rồi nha, giát đấy. Bài Gunny lên đời là rất sớm. Họ đang công vào nhà người đánh chắc nhà của chúng ta, đó là game thủ BB. Không được rồi. Vâng, không được rồi, và BB thì chưa kịp có cái bánh xe, như vậy là vừa lên kịp cái bánh xe. Bài đánh 3L thì phải là không, có lẽ tôi nghĩ là 2L đội bạn lên sớm thôi. Có lẽ do đội bạn lên sớm. Vâng, đang rất khỏe đến từ game thủ game thủ Gunny, một bài lên đời sớm. BB đã rất cố gắng rồi, nhưng cái dãy hàng BE nó quá rộng và dài. Còn đây là 36/64. Những con nông dân ăn hoang của game thủ Gunny. Vâng, báo về Gunny chết hơn chục dân rồi, nhưng họ cũng đã tụ được hơn chục con chém. Báo về Gunny đánh 3L từ đầu. Đây là BB. Vâng, BB tham ái là 23 thôi. Đã đánh chắc nhà thì không thành công khi mà bị Gunny dâng lờ chéo. Dân của game thủ Gunny vừa chạy qua khu vực nhà BA của game thủ Hoàng Mai Nhi. Còn đây là 48/68. Tôi nghĩ là cần thiết thì gom quân và ốp đội bạn một tên. Ốp nhanh. Như chúng ta không ai, thời điểm này không ai chắc nhà cả. Còn bên kia Hồng Anh là người chắc nhà. 9 giờ là địa điểm nhà của đội bạn. Nếu mà đi từ sát mép bản đồ từ 12 giờ xuống kìa thì mới có thể. Mặt kia là dốc luôn, mặt kia là một con dốc 3-4 tầng đấy. Vâng, báo về là Hồng Anh cũng không sóc nhiều dân đâu. Đấy, đi vào cái khe rừng đấy. À, đi vào cái chỗ con vực đấy. BB vừa đi qua chỗ đấy. BB đi qua được thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ đi qua được thôi. Ở nhà của mình thì game thủ Gunny đang sổ vào. Và tên này là tên mà chúng ta đang muốn sổ thẳng luôn và ốp vào nhà của game thủ Hồng Anh. Liều ăn nhiều. Một ăn cả, hai là ngã về không. Vâng, được ăn cả, ngã về không trong tên này. Hồng Anh là cái hệ ép quân. Trong tên này liệu chúng ta có thể ăn được không? Có lẽ rằng Gunny là chém 4 rồi. Vâng, chém bay cả BS của game thủ Hoàng Mai Nhi luôn. Vâng, chém bay cả BS luôn. Và chúng ta phải để ý trong tên đấu quân ở phía trên. 35/56 và khó rồi. Quài thật.
Vâng, báo về là được nhận 500 đô đến từ Gunny. Và bài quá khỏe 3L từ đầu đến từ Gunny. 3L chèm bùn bánh xe. Kinh dị. Vâng, kinh dị cho một bài Yamato. Thực sự là kinh dị. Hồng Anh đúng là cái hệ ép quân. Lượng quân ở nhà của game thủ Hồng Anh cũng là rất đông. Và họ lại là một bài đánh chắc nhà. Thế có dốc nữa. Rất khó đánh. Rất khó để có thể công vào trong tâm vừa rồi. Map này có vẻ là khê đấy. Gunny lên đời sớm 3L từ đầu thì rất khó đánh. Tôi đoán rằng 2L chém 4 nhưng không phải. Họ đã đánh 3L từ đầu. Kinh thật.